Chơi cái này ra cổng đi sân nhà đi chơi. Đi sân hả? Ừ. Làm tiếp đi. Nhẫn. Ui da. Mọi người đang tổng vệ sinh ở dưới đó mấy bạn. Bây giờ hả, mình sẽ tìm cách mình troll hết tất cả mọi người luôn. Tại vì đang dọn vệ sinh mệt lắm. Troll mấy người đó cho mấy người đó quạo chơi. Bây giờ mình sẽ lên lầu, mình không có ai ở trển, mình troll từ trên xuống dưới. Đối tượng thứ nhất. Mọi người, đây là phòng editor. Thì editor không có dọn vệ sinh, nhưng mà mình thích thì mình troll thôi. What the hell? Bây giờ mình sẽ làm một cái hành động thật là kinh khủng với anh editor. Nhà dơ lên không dọn, mình phải chơi một vố này. What the hell? Đang làm gì? Để đem. Để đi hả? Cái này bữa đi Đà Lạt hả? Đúng rồi. Chơi vui ta. Tất nhiên phải vui chứ. Chơi vui vậy, chứ vui không? Nó cực á. Anh làm tăng ca hai bữa nay đó. Hai bữa nay đó. NANI? Em làm gì vậy? Tại em thấy anh không có công việc làm. Em giúp đỡ anh. Trời ơi, nó này. Ôi, mình mới cho lên editor xong mới bạn cay lắm. Bây giờ mình lên đồng hai, mình không có ai nữa mà mình cho tiếp. Đối tượng thứ hai. Đang làm gì chứ? Em đi nhận được. Trời ơi, trời ơi, em làm cái gì vậy? Chị làm gì vậy? Đi ra nha, mày tui nhét vô họng mày á. Mày chửi tao, mày tao làm gì mày đâu, mày chửi tao. Mày phá không rồi, mày không làm gì đâu. Nhưng mà tao có làm gì đâu, giờ tao mới làm nè. Mày làm cái gì vậy? Giỡn chút xíu gì đâu bảo. Giỡn chút xíu đâu bảo nha, không nói luôn, không nói gì hết. Em không được nói. Giỡn xíu bảo. Chậm đi. Rồi kìa. Xin chào các bạn. Thì video troll ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các bạn muốn chơi ra làm về những cái gì thì hãy comment ở phía dưới nha. Thật sự luôn á, ngày hôm nay troll mấy bạn xong mình cũng mệt muốn chết luôn. À, có một điều Chara muốn thông báo với mọi người đó là đây là kênh TikTok chính thức của Chara. ID là chara.thevũtim. Còn lại là giả mạo nha. Nên các bạn cẩn thận là mấy bạn đó hả, giả mạo Chara rồi bắt các bạn tặng quà rồi nạp tiền đồ này kia. Cẩn thận nha. Bây giờ tạm biệt ha.